Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ vâng, chị gái cho em xin phép được hỏi chị tên là gì và đến từ đâu? Tên Hồ Hồng Ngọc, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ, hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Tìm gái. Tìm con gái ha. Con gái nhà mình tên là gì chị? Phan Thanh Trúc. Phan Thanh Trúc, bé năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi ha. Sao hôm nay chị đi về đây có một mình, ông xã chị đâu? Ông xã bỏ đi theo vợ bé là nay là 6 năm rồi. Vậy là chị là mẹ đơn thân nuôi các con của chị? Các con ba, hai đứa. Bố ông xã, ngày xưa là ông xã của mình có kết hôn không? Có kết hôn, giấy tờ đầy đủ. Là ông xã bỏ đi biệt tâm biệt tích vậy hả? Dạ. Đi theo người đàn bà khác. Mình có bắt được không? Bắt được hay không bắt được, nhưng mà có một cái là trong cái điện thoại, trong cái tích tớp thì thấy. Thấy hả? Thấy chồng mình với người khác hả? Có con khác luôn. Vậy là vẫn chưa ly dị chưa chị? Chưa, giấy tờ kết hôn rồi này kia còn đầy đủ. Vậy là chồng chị đang vi phạm pháp luật đấy. Dạ. Đang vi phạm về luật hôn nhân đấy. Vậy là bỏ mặc mấy mẹ con ha, để đi theo hạnh phúc mới. Chị được mấy người con? Hai người con, thằng trai lớn 20 tuổi, nhỏ con gái 18 tuổi. Vậy là bé này là 18 tuổi ha. Bé 18 tuổi. Vậy trong quá trình 6 năm trời qua thì chồng của chị có thăm các con không? Một cuộc điện thoại cũng không có. Không thăm các con, không phụ cấp cho các con? Không có. Vậy là bỏ mặc ba mẹ con, ba mẹ con để đi theo nhân tình mới. Rất buồn ha. Vậy thì 6 năm trời qua là chỉ có một mình chị, có ai phụ giúp gì chị nuôi các con không? Chẳng có ai hết. Họ cả bên nội. Bên nội cũng không luôn. Không luôn. Bên nội có biết sự việc này không? Có biết. Là bên nội vẫn biết là chồng chị đi theo người đàn bà khác biết. Ha. Bên nội cũng không giúp chị nuôi các cháu nội gì hết cả. Không có gì hết. Vậy là một tay. Hoàn toàn chỉ một mình ơn mẹ là nuôi hai con thôi. Trời ơi. Quê gốc chị đâu? Quê gốc ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp lên Biên Hòa để lập nghiệp. Dạ. Lên đất đầu khách tiên là người. Hai vợ chồng lên nặng đi phụ hồ. Chồng á thì làm bên mà về công trình xây dựng đó. Bên xây dựng á. Dạ. Thầu luôn đó. Thầu luôn ha. Còn chị làm công việc gì? Đi theo phụ hồ. Đi theo phụ hồ. Chứ chồng. Tức là đi theo làm với chồng luôn ha. Rồi sau đó thì sau đó thì ổng sanh chứng ra, ổng lăng nhăng bà này bà nọ bà kia. Rồi con á thì lúc mà chồng bỏ đi đó là con nhà mình mới được 13 tuổi hả? Đúng rồi. Trời ơi. Nhỏ gái 13 tuổi. Một người phụ nữ kiên cường như chị thật sự mà một mình mà nuôi con, lúc đấy là chị vẫn đang công việc là làm hồ à? Làm hồ. Đi phụ hồ với ổng. Rồi sau khi mà chồng bỏ đi như vậy, mình có tiếp tục con đường phụ hồ không? Không có đi giao phụ hồ nữa, nhưng mà có cái là ổng bỏ ông đi rồi cái đi làm cái bánh á, bánh tầm, bánh này bánh kia rồi đó, ra chợ buôn bán. Ra chợ buôn bán rồi cái bắt đầu mới từ từ cái bắt đầu là mới lấy cua biển đó với ốc, nghêu, sò rồi đó. Rồi ra chợ ngồi buôn bán. Chị giỏi ha, chị kiên cường nghị lực đấy. Vậy là 6 năm trời qua là không liên lạc được với chồng không? Luôn. Giờ không biết chồng ở đâu làm gì ha? Không biết luôn. Ổng chỉ là lên TikTok là ổng khoe vợ với khoe con của ổng thôi. Vô tâm ha. Một người chồng một như vậy thì quá vô tâm. Một cuộc điện thoại về cũng không có. Không thăm con cái thì không ha. Vậy là chị giỏi, chị kiên cường đấy. Chị mà chồng bỏ mà nuôi được các con như vậy là giỏi đấy. Hiện tại thì chị đang làm công việc gì? Buôn bán hải sản. Buôn bán hải sản ha, chị giỏi thật đấy. Từ một người phụ nữ mà phụ hồ, rồi đến kinh doanh các mặt hàng khác, rồi bây giờ hiện tại thì mình buôn bán hải sản đấy là ở chợ hay ở đâu ở chị? Ở chợ. Ở Biên Hòa luôn ha. Cái mức thu nhập có đủ để nuôi cho các con không? Dư sức. Dư ha. Tới giờ phút này thì đối với chị thì nếu mà có chồng hay không không quan trọng. Không quan trọng. Chỉ là chỉ cần con thôi chứ cần không có con cần chồng. Là chị vẫn ở vậy nuôi các con luôn. Dạ. Yeah. Là không có không. Một cần một ai đó để tâm sự. Em rất là nể chị, ngưỡng mộ chị. Thì chị có thể chia sẻ cái sự việc con nhà mình bỏ đi ngày nào và cái ngày chủ nhật là cái ngày mùng 7 đó. Mùng 7 tháng 5. Mùng 7 tháng 5. Dạ. Có nó muốn hư cái điện thoại của nó. Dạ. Nó mới lấy cái điện thoại của mình á. Dạ.
con nhỏ con gái á, nó lấy cái điện thoại của mẹ là nó mới gắn cái sim vô, là tại vì cái điện thoại của nó là nó hư rồi, mình với hai nữa điện thoại của nó cài mật khẩu mình cũng không có biết, rồi nó nhắn tin cho ai hay là nó làm cái gì mình cũng không có biết, tại vì á là con nhỏ con gái á là nó học trong trường Bùi Xuân á, là ra nó nói thôi mẹ ơi con không có học nữa, chị cầm thằng tấm hình lên ha, mẹ ơi con không có học nữa, nói hả nếu mà con không có học nữa thì con đi ra chợ con ngồi buôn bán với mẹ. Rồi nó dạ con ra chợ con ngồi buôn bán với mẹ, thì chỉ là cho con á là sáng đồ đạc đi về hết xong rồi mình rửa giấy là nó trừ ra là nó chỉ lên xe lên xe ra chợ nó ngồi nó bán thôi, còn tắt bằng tật là mẹ làm hết, mẹ làm hết, con chỉ ra chợ ngồi buôn bán thôi. Buôn bán xong á thì không biết con á ra chợ á rồi nó chơi game á trong máy móc đồ á, không biết nó có quen bạn quen bè gì không, mình trong đó là mình không có biết. Còn hai nữa là cái máy của nó là nó cài mật khẩu, mà cái lúc mà nó ngủ mình không có mở được cái mật khẩu ra là mình coi trong cái tin nhắn hay là quạt cái điện thoại nó có quen bạn quen bè gì không mình cũng không có biết, mình cũng muốn biết như vậy, mình cũng muốn biết là mình muốn mở cái điện thoại nó lên mình coi cái kiểm tra trong cái điện thoại của con mình coi nó có quen bạn quen bè thật sự ra thì nó đi chợ ở nhà với mình á, đi chợ xong rồi á là nó về nhà nó chỉ ở nhà thôi, nó không có buông không có đi đâu hết trơn là cái đó là mình biết là con của mình là nó cũng không có gì hết. Mà cái ngày chủ nhật á, là cái ngày 7 tháng 5 á cái điện thoại của nó hư, nó mới gài cái sim qua bên cái máy của mẹ á, là nó mới mở cái máy lên nó chơi chơi tới lúc mà nó ngủ á là mình mới cầm cái điện thoại nó nghe một cái tin nhắn, mình mới mở cái tin nhắn lên là tại vì cái điện thoại của mình á là mình mà dước lên cái là được mình không có cài mật khẩu rồi mình dước lên là thấy trong cái tin nhắn của nó rất là nhiều tin nhắn là nó nhắn cho bạn của nó là bạn trai luôn, bạn trai người yêu ha, bạn trai của nó đó là giờ nhiều lắm, nhưng mà trong cái tin nhắn của nó là nhắn tin hay là mình coi hay là mình hết hồn luôn chứ không phải là mình, nếu mà con của mình á nghi là nghi cái thằng bên kia nó tác động con này tại con này từ nhỏ tới lớn là nó học trong trường Bụi Sưng gia là nó không bao giờ nó quen ai nó rất là đàng hoàng, rất là thương cha thương mẹ mình nói một tiếng ha là mình la nó một cái là nó nghe rồi còn từ cái lúc mà nó quen cái thằng này là thậm chí mà mình la nó một cái nhầm khi nó còn nạt lại, tức là thay đổi tính nết, thay đổi cái tính nết nó lại là mình biết rồi mới la nó tới cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai mình mới buồn quá, cái ngày thứ hai là không có lấy đồ bán, mình chủ yếu là ở nhà nặng mình la con chỉ la nó cái ngày thứ hai, sáng thứ hai á là la nó gọi là tới chiều mình thấy nó cũng không có gì nó lên gác nó nằm ở trên gác ở trển á, bật cái máy lạnh lên thì nó lên gác nó nằm, mẹ ơi đừng có đóng cửa được, đừng có mở cửa, đóng cửa lại đi, là nó lên gác nó nằm im gu luôn, không có nghe nhúc nhích không gì hết thì mình thấy con mình chắc mình la, mình nghĩ là như con mình la nó là chắc nó biết chặt rồi, nó lên chảnh nó nằm ở chảnh không ngờ là tới lúc mà đi, tại vì á, là cái dãy phòng trọ đó, đó nó mới sửa, mình đi giao, mình giao thiệp, mình nói chuyện với mấy anh chị đồ này kia làm đó, thì như mình kể cũng như hồi lúc trước mình cũng làm từng làm phụ hộ vậy vậy đó mà trong nhà thì nó vụn quần áo đồ này kia, nó xếp quần áo là mình không có hay tới lúc mà chiều rồi cơm nước xong rồi nó xuống nó ăn trước nó xuống nó ăn trước xong mình cũng để ý tự ly từ tí hết nhưng mà có một cái là quần áo của nó là mình không có để ý là nó xếp đâu qua sẵn ở trên gác rồi nó xuống nó ăn cơm ăn cơm xong rồi thì nó cũng lên trên gác nó bấm điện thoại ở trên thì thằng anh của nó nói mẹ ăn chút nó lên sao mà nó bấm điện thoại hoài cái cũng la nó nói chút sao con không đi xuống mà con chiên cá rồi này kia cho mèo ăn tại vì nhà có nuôi hai con mèo với một con chó thú cưng ha thú cưng còn là chiên cá biển hoặc là mua thức ăn gì cho thú cưng ăn không em mới nói tại sao con không đi xuống chiên cá cho mèo ăn, kêu một lần trời nhất lần hai lần ba nó mới bước xuống bước xuống là thấy cũng thấy nó mặt cũng hơi ngầu ngầu, mặt nó cũng buồn buồn, mặt nó làm sao á cũng mới la nó một chặp nữa rồi
là xuống là chiên cá cho mèo ăn xong xuôi rồi là mình thấy cũng không có im luôn, không có gì, mình mới điện thoại ở sáng ngày mai á, là thứ ba đó, là lấy cua lấy ốc lấy này kia kia nọ rồi đó, rồi là mình ngủ ngủ nói chung là mẹ con đóng cửa ngủ sớm chứ không có muốn đi đâu chơi thật Khi đi thế thì con gái nhà mình đem theo những thứ gì? ra. Vàng dòng của nó là trên 20, Trên 20 triệu. Quần áo? cả tiền luôn, gần 30, Cả quần tiền. áo luôn một bị, Có đem theo phương tiện gì không ạ? chỉ là giấy căn cước của nó với cái điện thoại đó thôi. Là lúc đi là đi bộ. Không biết Có ai tới nhà rước không? cái đó là cái bữa mà thứ thứ năm đó là có lại công an phường á, là trình báo công an phường nhưng mà quên kêu là chích camera ra, Khu vực mình ở trọ đó có camera nhiều không? có nhưng mà tú có ngoài đầu đường lặng. Mình có thể mình xin người dân đó, mình xin check ra để mình xem. Được mà. Em hỏi Mà này. mình nghi là đi là từ cái giấc mà 10 giờ tới Em 11 hỏi như này. Bình thường hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không? cũng có tâm sự nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà con của mình thì mình tin tưởng nó là nó không có gì hết, thì cũng nói chuyện qua lại mẹ Con con của mình có bao giờ than phiền với chị điều gì không, không? hề Không không hả? than phiền không gì hết. Có bao giờ Nó có mà... nói một câu vậy nè, nó nói mẹ ơi sao mẹ con đi xin việc làm buôn bán quán cà phê, Tức là đã từng sinh mẹ. đã từng nhưng mà nó thôi đi con ơi, quán cà phê thấy cũng phức tạp lắm, mẹ Đúng không có rồi. chịu, thà con đi ra ngoài con bán một buổi thôi, một buổi sáng thôi, chỉ vậy thôi. Thường thường là con gái nhà mình tất cả các mối quan hệ bạn bè thì bản thân Không chị có nắm ai bắt hết, được không? không Chị có nắm bắt được không ạ? không, Không nhưng mà hả? bạn bè là nói chung là trong trường bùi xưng nó học thôi, nhưng mà ra ngoài là không có ai hết, Con gái nhà mình học hết lớp mấy? nó hết lớp 9 sang lớp 10. Hay lớp 9 sang lớp 10 là bắt đầu là phải nghỉ học. Nghỉ học, Lý do nghỉ học? lý do nghỉ học là tại vì nó không chịu học nữa. Không chịu học ha. Ừ. Còn bạn bè mà ở ngoài thực tế mà tới phòng trọ thì không có Không có ai hết, Còn bạn bè mà trên các trang mạng xã hội thì bản thân chị là không nắm bắt được không ha. nắm bắt được. Đúng không ạ? Tới giờ phút này chị nghi ngờ con gái nhà mình đi vì lý do gì? Nghi là nó quen bạn trai và bạn trai tác động cho nó lận mà nó đi thôi chứ không gì hết. Nghi rằng con gái nhà mình Ừ. quen yêu ai đó Ừ. và bị gọi là tác động dụ dỗ cám dỗ ha, Đúng rồi, để mà bỏ nhà bỏ bỏ nhà mẹ đi. bỏ anh để đi, đúng không ạ? Đúng rồi, Chị có điều gì tâm sự với con trên video này không? Nói để con hiểu được mẹ hơn, để con sớm quay trở về. Em mời chị. mẹ muốn con á, nếu mà mẹ có la con á chặt á thì cho mẹ xin lỗi, mẹ muốn con đi về với mẹ thôi, mẹ không có muốn cái gì hết. Con cũng biết mẹ thương con tới cỡ nào không, hai của chỉ có hai đứa con thôi, mẹ không có cho con làm một cái thứ gì chút, mẹ đâu có bắt buộc con làm cái gì đâu, mẹ nuôi con nổi mà, mẹ nuôi con nổi chứ không phải mẹ nuôi con không nổi. Con muốn cái gì là mẹ có hết, mẹ cho con hết chứ đâu phải là mẹ yếu đuối cái gì đâu mà con bỏ mẹ con đi vậy. Hôm nay con có biết là mẹ không ăn không ngủ được không, mẹ muốn con đi về với mẹ thôi, Bỏ bê hết công việc để bỏ mà bê đi hết công tìm việc, con. Mấy ngày qua thì không ăn không uống bản nhớ thân chị con, cũng như là con trai của mình tìm kiếm được tìm ở kiếm đâu đủ ở thứ Biên Hòa rồi? Khắp nơi chưa? khắp nơi, Không có một tin tức manh không mối tin gì đâu. tức gì hết. Thật sự thì chị là một người phụ nữ rất là kiên cường và mạnh mẽ, là một người mẹ thật sự rất là thương thậm con, chí đúng không ạ? thậm chí mà không có cho để một cái tin tức gì mà bên nội bên ngoại đều biết hết, chỉ mẹ con cắn răng chịu đựng đi tìm con thôi, chờ chịu đựng hết nổi mới nhờ Nguyễn Thanh Hải này. Khi mà chị về đây thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ giúp cho chị hoàn toàn miễn phí và giúp một cách rất là nhiệt tình, không riêng mình chị mà tất cả cô chú anh chị tới đây nhờ thì đều Mẹ giúp như vậy ha. mẹ chỉ mong con viết về với mẹ thôi chứ không con đi càng ngày ấy, chắc mẹ chết sống không nổi đâu. Thương con từ nhỏ tới lớn không cho con động một móng tay. Cuộc đời của chị chịu rất nhiều nỗi đau, thật sự mà nói. Thấy mình đau khổ rồi, mình không có muốn cho con mình đau khổ nữa. Đúng không ạ? Mình đã vấp ngã, mình đã đau khổ rất nhiều rồi. Một người phụ nữ từng đi làm hồ, gọi Đi là phụ hồ, đi phụ hồ ha, từng đi cu phụ ly đó. hồ. Gọi là làm rất nhiều công việc để mà kiếm đồng tiền về lo cho gia đình, nhưng chẳng may số phận của chị thì gặp một người chồng thì gọi là
không ra gì, em phải nói từ không ra gì. Dạ. Đúng không ạ? Và vẫn chị vẫn tiếp tục kiên cường ở vậy để mà nếu mà cha nó mà thương nó cũng không có bỏ bê con như vậy đó. Đúng rồi. Vợ có thể bỏ chồng có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ các con. Đúng rồi. Nhưng giọt máu của mình được. Đúng không ạ? Đó là một điều rất là tiếc. Chồng bỏ thì còn kiên cường hai đứa con. Sống dám sống nuôi con mà vợ con bỏ mẹ gì nữa. Chết sống không nổi. Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị có thấy em bé như trong hình, bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có cách, có phương hướng để mà giúp em nó sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại mẹ. Thì toàn bộ câu chuyện quý cô chú anh chị xem cũng hiểu một phần nào. Thật sự mà nói thì chị đây là một người mẹ rất là kiên cường, một người mẹ thương con vô điều kiện. Thì cuộc đời của chị vừa chia sẻ thì cũng thật sự rất nhiều đau thương. Chị cũng đã cố gắng từng ngày từng tháng vì các con mà chị vượt qua rất nhiều nỗi đau để mà chăm lo cho các con. Nhưng tới giờ phút hiện tại thì bản thân chị đang rất là buồn và rất là đau. Bởi vì con gái út của chị hiện tại đã bỏ nhà, bỏ mẹ, bỏ anh để mà đi. Chưa biết được thông tin manh mối rằng là con gái đi về đâu và đang ở đâu. Nên bản thân chị rất là lo lắng và hoang mang. Một lần nữa chị đọc to và lớn lên họ tên con gái nhà mình. Phan Thanh Trúc. Phan Thanh Trúc ha. Trúc, nếu con có xem được cái video này, con thấy được mẹ của con đang rơi nước mắt vì rất thương con. Mẹ con thương con vô điều kiện. Nhưng mẹ đôi la, khi mẹ la cho đúng chứ đâu phải là mẹ la chặt con đâu. Nhưng đôi khi con chưa hiểu được tuổi đời của con, mặc dù đã cái tuổi đời cũng đã trưởng thành rồi nhưng con chưa thể hiểu được hết tình cảm, tình thương của mẹ dành cho con rất là nhiều. Chú hy vọng rằng con đang ở đâu đó hoặc đang đi chơi với bạn bè đâu đó thì con hãy nhanh chóng về nhà để mà đoàn tụ cùng với mẹ, với anh để cho mẹ khỏi lo, để mẹ tiếp tục công việc, kiếm tiền để mà mẹ con mưu sinh con nha. Chú hy vọng rằng con đủ tỉnh táo, đủ nhận thức để con hiểu được. Dạ rồi thì sự việc của chị thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận chị ha. Thì toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng, hoàn toàn. Nếu có gì sai trái chị điều sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước pháp luật ha. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không? Đúng, chịu. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, chị có đồng ý không? Chịu. Dạ, em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Và sớm nhận được tin vui, đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Thật sự qua câu chuyện của chị, thật sự đây là một câu chuyện rất là xúc động. Và em, bản thân em, không riêng gì em đâu mà rất nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là ngưỡng mộ chị. Thật sự rất là ngưỡng mộ chị. Rất nhiều cô chú sẽ lấy câu chuyện của chị để mà học hỏi, cũng như là một phần nào đấy để có nghị lực hơn trong cuộc sống. Thật sự mà nói thì trong xã hội có rất nhiều mảnh đời khó khăn, nhiều hoàn cảnh, thậm chí còn buồn bã hơn là cái câu chuyện của gia đình nhà mình. Nhưng chị cũng là một trong những câu chuyện rất là xúc động ha. Dạ rồi, cuối video này em chúc chị thật nhiều sức khỏe và kiên cường, cố gắng chăm lo cho các con cho tới ngày gả vợ lấy chồng ha chị ha. Dạ, chủ yếu là chị cứ muốn con đi về thôi. Dạ, chắc chắn rằng là em nghĩ chắc chắn con của chị nay mai sẽ xem được video này, hoặc cô chú nào đó, bạn bè của con của mình xem thấy sẽ khuyên cho bé về thôi nha. Dạ. Dạ rồi, em xin phép chào chị ha. Dạ rồi, em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chào tất cả quý cô chú chị, bà con cô bác cộng đồng mạng. Chúc tất cả bà con cô bác cộng đồng mạng luôn thật nhiều sức khỏe và hãy chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như giúp các mảnh đời, giúp nhiều hoàn cảnh ngày một càng nhiều hơn. Thì rất mong sự chung tay góp sức của quý cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa rất là mạnh mẽ. Em xin chào và xin hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo.